Nhưng mà nó có một phần lý thuyết mà chúng ta cần lưu ý là cái nhôm nó không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Đấy. Nhôm này cộng HNO3 đặc nguội thì nó không xảy ra phản ứng nhé. Nhôm với HNO3 đặc nguội thì không xảy ra phản ứng. Thế nên ở đây chúng ta chỉ có một phản ứng thôi. Magie tác dụng HNO3 ra MgNO3 hai lần. Đây nó cho sẵn khí NO2 rồi. À, sản phẩm nước thì chúng ta biết không bị nhầm lẫn được. 4,48 chia cho 2 của 4. Ra 4,48 chia 2,4 thì là 0,2. Đúng chưa? 0,2 rồi chúng ta dùng bảo toàn E thôi. Magie từ 0 lên dương 2. Peter từ dương 5 xuống dương 1, dương 4. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ làm magie từ 0 lên dương 2 thì số mol magie này. Magie từ 0 lên dương 2 nhân 2 này bằng với Peter từ dương 5 xuống dương 4 thì sẽ là 1 nhân với từ dương 5 xuống dương 4 lấy 5 trừ đi 4 nhân với cả số mol NO2 là 0,2 nhé. Thì từ đấy chúng ta suy ra N magie. Magie nó sẽ bằng 0,1 đúng không? 0,1 thì suy ra là M magie bằng 2,4 gam nhân với 24 lên đúng không? 2,4 gam thì chúng ta sẽ chia cho 6. Chia 6 chúng ta chia 6 này thì 40% đúng không? 40% magie chính xác. 40% magie đúng không? Và 60% nhôm nhé. Ok, mấy bạn này thì chắc đơn giản.